Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của lợi mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Thì hôm nay cũng là 28 Tết, tuy rằng Tết Tây Lịch cũng đã hơn một tháng, gần hết một tháng. Các bạn thấy ở quê hương mình có ngày Tết Đoan Ngọ, Tết Nguyên Đán, Tết dân tộc. Thì những ngày gần Tết thì cuộc sống quê hương rất là nhộn nhịp, mà những người con đi làm xa họ ầm ầm ào ào kéo nhau tranh thủ được nghỉ Tết để đặng về quê để đón Tết, Tết dân tộc, Tết quê hương, Tết cổ truyền. Mình thì ngày nào cũng Tết, cuộc sống của mình thì mình thấy cái gì nó đủ là nó sẽ đủ, còn mình đi tìm cái sự hoàn hảo thì tôi nói rằng ở trên đời này không có cái sự hoàn hảo nha anh chị các bạn. Những sự hoàn hảo mà những cái tụi chống cộng ở hải ngoại, những thành phần dân chủ cũ đâu, nó tuyên truyền chỉ là sự giả dối, lừa dối, bịp bợm thôi. Là một con người ai cũng phải cố gắng mưu sinh và cuộc sống để mình vươn lên. Có nhiều khi cuộc sống rất là nhiều sự thử thách, dù gian khổ, dù vất vả như thế nào, nhưng nó cho mình được sự trải nghiệm để mình trưởng thành hơn, để mình có kinh nghiệm sống hơn, để mình trở thành những con người hữu ích, trước hết là cho gia đình, cho bản thân, và sau đó mới đến xã hội. Các bạn thấy cuộc sống mà nó không có cái gì mà hoàn hảo hết, và không có cái gì nó tuyệt đối cả, và cũng không có cái gì gọi là số một. Cái sự số một người ta chỉ đưa ra cái tiêu đề để phấn đấu thôi, cái sự hoàn hảo cũng vậy. Nhưng mà chưa bao giờ trong cuộc sống nó có sự hoàn hảo. Nhiều khi mình đi tìm sự hoàn hảo nhưng chưa chắc là mình sẽ đạt được cái điều mình mong muốn. Cho nên đã là một con người thì cuộc sống luôn luôn phải cố gắng, dù ở đâu cũng vậy, ở xứ người ta mình cũng phải làm cực lực mới có được cái cuộc sống vật chất xa xa xí, những cuộc sống gọi là luxury, những cuộc sống xa hoa thì cũng phải trả giá với nó. Ở quê hương thì tôi thấy dù mình làm thế nào thì mình cũng có được cái sự gọi là an nhàn, nhất là ở trên cái quê hương của mình, không gì bằng trở về với quê hương, sống trên quê hương của mình. Các bạn thấy hiện nay hàng trăm ngàn bà con kiều bào sống xa tổ quốc, họ đang lũ lượt kéo nhau về với quê hương để đón cái Tết, Tết dân tộc, Tết quê hương, mừng quê hương đất nước tổ quốc đổi mới và phát triển, rất là vui. Mình thì vẫn làm công việc cuộc sống, mà cuộc sống mình phải làm mới có ăn, chứ không ai mà ban phát mà cho mình cả. Đấy. Làm thì cũng có làm thì có hưởng, cái gì cũng vậy, nếu mà mình không làm mà mình hưởng, nó sẽ tạo ra cái cuộc sống của mình quan liêu, không tiến thân, ý lại. Đó là một cái quy luật của xã hội, tôi thấy nó vậy. Mình càng ý lại vào người khác thì mình chứ không bao giờ hết. Cho nên dù bất cứ nơi nào, đã là một cái con người trưởng thành thì mình phải phấn đấu không ngừng. Còn những gì tuyên truyền của bọn Việt Tân, cái đám chống cộng hải ngoại, tôi nói quý vị, tụi nó chỉ là sự giả dối, lừa bịp. Những tổ chức chống cộng cũng vậy, những thành phần dân chủ cũ trong nước cũng vậy, mấy cái lão thành cách mạng bất mãn chế độ cũng vậy thôi. Các bạn thấy chỉ vì họ ganh tị, họ không đạt được những cái mục đích cá nhân của họ khi họ còn làm việc trong cơ chế, rồi buổi xế chiều họ thất bại trên cái con đường công danh, quay qua họ chống phá lên mạng rồi bắt đầu viết lách
đem nội bộ đảng ra để đặng mà xuyên tạc những thành phần đó. Tôi nói chuyện các bạn chỉ là chính trị cơ hội, chính trị nửa mùa. Còn cuộc sống của chúng ta, các bạn thấy quê hương đất nước đổi mới phát triển, mình hãy cùng nhau mà tìm lấy cơ hội để làm ăn, để mưu sinh, để phấn đấu, để mình có được cái cuộc sống vật chất tốt hơn ngày hôm qua. Hôm nay mình có cái nhà lá, ngày mai mình có cái nhà tôn, bữa kia mình khá lên chút mình cất lên cái nhà tường, mình khá lên chút nữa mình xây 2 tầng thì mình thấy đủ rồi, thì cuộc sống của mình sẽ đủ. Rồi mình mua miếng đất, mình làm cái miếng vườn, rồi mình là đào ao, mình nuôi cá, rồi mình xách máy cày, mình vòng vòng mình đi cày đi cuốc, rồi mình thả cái, mình trồng cây này, mình trồng cái nọ. Cuộc sống của mình khi nào mình thấy đủ là nó sẽ đủ anh chị các bạn. Còn mà lên mạng thì cứ nhìn ông này tại sao ổng hơn tôi cái này cái nọ, thì những người đó sẽ không bao giờ tiến thân nổi trong cái mô hình xã hội của con người. Các bạn biết mà, ở xứ người thì người ta phải vất vả trăm bề chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Tôi nói anh chị các bạn, tôi sống ở Mỹ tôi biết có rất nhiều người họ mơ tưởng đến cái đất Mỹ. Tôi nói chỉ riêng đất Mỹ thôi nó không đơn giản đâu. Cho nên những ngày mà Tết đó, cổ truyền như thế này, những bà con kiều bào, tôi nói dù những người mà chống cộng cho nữa họ cũng đau đáu, họ cũng nuối tiếc về quê hương, họ cũng nhỏ giọt những giọt lệ nhìn thấy quê hương đổi mới nhưng mà họ không về được. Các bạn biết mặc dù họ ngồi đó họ chống phá Việt Nam nhưng mà trong lòng của họ cũng nhớ về quê mẹ, bởi vì họ tiếc nuối những gì mà họ không có ở trên xứ người ta. Các bạn thấy không, làm lụng lao động vất vả đóng thế mà không làm được nữa thì cuộc không đóng thế, không làm được, không còn công ăn việc làm thì các bạn thấy bế tắc cuộc sống liền, cuộc sống bế tắc, nhà cửa cái gì cũng ăn trước trả sau hết, nợ nần chi phí bảo hiểm thuế má điện nước vô cùng tốn kém chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Đó là lý do một số những người Việt mà họ ở trong nước họ có tiền, họ qua hải ngoại họ mua nhà mua cửa, họ đâu dám ở ở luôn bên đó đâu. Tôi nói các bạn họ mà bỏ Việt Nam họ qua đó là ở luôn, họ bỏ quốc tịch Việt Nam luôn, họ ở là họ chết chắc. Tại vì cuộc sống nó xứ tư bản nó thực dụng lắm, nó thực tế mà nó thực dụng nữa, money talk, đồng tiền cái gì cũng vậy, là đồng tiền không, tiền mở mắt ra là tiền. Cuộc sống mưu sinh mà. Còn ở quê hương mình thấy đủ là mình sẽ cảm thấy an nhàn, mình cảm thấy cuộc sống nó nhàn nhã, không có phải lệ thuộc ai hết. Tôi nói như giờ về quê hương mua miếng đất, cất cái chòi, làm miếng vườn, cái ao cá, chăn nuôi rồi cuộc sống, rồi có ít tích lũy được một số vốn đồng tiền, rồi có đồng ra đồng vào, rồi sống cứ an nhàn vậy thôi, không có ai mà làm phiền mình hết. À, muốn đi chơi đâu thì cứ xách xe đi. À. Thôi thì lại mình la tới đây. Xin chào quý bà anh chị em các bạn trong diễn đàn. Hello bro Justin. Còn Justin này cũng làm dữ lắm nè, cũng là làm chủ đấy. Các bạn thấy không, bro Justin Nguyễn này rất là giỏi, làm đâu tắt mặt tối. Đâu làm không dám bỏ về quê hương thăm, không có thời gian để về, đi về quê luôn hả? Tết này không về hả chết tinh Nguyễn, làm tới nỗi mà quá chừng làm mà mùa đông rồi băng tiết rồi đóng rồi nghỉ đi dài, nghỉ rồi đi về tháng giao cho lính nó làm đi, mà bên đó mà làm mà mình không có quản lý nó giao cho nó là còn chết nữa phải không? Giao cho mấy thằng ma đó là nó phá bể hợp đồng hết.
Năm nay không về à? Năm nay họ như nhờ cái hậu Covid đó, bà con kiều bào họ về quá chừng luôn, họ về khủng khiếp luôn. Họ giống như là cái thị trường Việt Nam mở cửa bình thường rồi đó, những chuyến bay đó mà bay lúc trước phải về rất là tốn kém, 5-10 ngàn đô, có người bỏ cả 15 ngàn đô để mới về được. Bây giờ thì bay thẳng ra xuống San Francisco bay có 13 tiếng rưỡi một hồi tới Việt Nam đó. Còn ở Justin ở bên miền Bắc, ở miền East Pennsylvania chàng ơi, bên đó đâu có bay thẳng, phải bay, nếu mà bay thì bay từ hướng đó, hướng đó thì đi rất là lâu. Phải bay, nếu mà muốn bay thẳng là phải xuống San Francisco đây, rất là xa. Thôi thì mình lại đây, chúc mình ông bà anh chị các bạn nhiều may mắn trong cái năm mới, để có những cái sự phát triển tốt hơn. Bye 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 bye.